Quẩy tác dụng của nụ cười. Quan Hỷ à, để xem con chó nhỏ dễ thương thiệt. Ủa, có chuyện gì vậy ta? Quan Hỷ nó làm sao vậy? Hôm nay kêu nó ngồi xuống thì nó liền ngồi xuống. Không biết là nó nghe thật hay là chỉ vô tình thôi. Chúng ta thử lại một lần nữa xem sao. Ngồi xuống, ngồi xuống. Để xem kìa, nó còn say cả người nữa đó. Ủa, sao đệ không vui vậy, Quan Hỷ? Đâu có gì. Vậy thì tại sao, kể từ hồi trưa đến bây giờ, bộ dạng của đệ buồn buồn vậy? Đâu có đâu, đệ buồn ngủ rồi. Hả? Đệ có chuyện gì buồn sao? Tiểu Vân, bà lại làm thức ăn cho chúng tôi nữa hả? Tôi đang học làm. Đây là cháo bát bổ mà cha tôi dạy làm đó. Cha nói là ăn ngon lắm. Tiểu Vân thật là giỏi. Quan Hỷ à, lại đây ăn cháo bát bổ đi. Tôi không ăn. Hả? Tại sao lại không ăn chứ? Đây là thứ mà tôi đã mất rất nhiều thời gian để nấu đó. Đúng vậy, Quan Hỷ à, rốt cuộc đệ đã xảy ra chuyện gì? Từ hôm qua tới giờ đệ kỳ lắm đó. Ít nhiều thì cũng phải ăn chứ. Thôi được. Mùi vị cũng ngon đó. Thật sự mong là ngày nào cũng được ăn như vậy. Có thiệt là tôi làm ăn ngon lắm không hả? Hả? Quan Hỷ à, bộ không ngon hả? Ngon lắm mà. Vậy thì tại sao tâm trạng của đệ lại như vậy? Chắc chắn là tôi nấu không ngon rồi. À, còn nấu ngon lắm. Không biết là Quan Hỷ thế nào, tâm trạng của nó dường như không vui. Không phải đệ nói với tỷ là ăn ngon đó sao? Quan Hỷ à, tại sao đệ lại ăn nói như vậy? Tiểu Vân, thưa sư phụ, con đi trước. À, Quan Hỷ à, đệ làm cái gì vậy? Đồ ăn Tiểu Vân làm ăn ngon như vậy, đem qua cho chúng ta ăn, tại sao đệ lại bày bộ mặt xấu đó ra? Đệ đâu có bày bộ mặt xấu đâu. Còn không có nữa hả? Chỉ nhìn thấy thôi là muốn nổi giận rồi. Quan Hỷ, thái độ của con như vậy là không đúng đâu. Tiểu Vân đặc biệt nấu cháo bát bữa này, mặc kệ con có thích ăn hay không. Con rất thích ăn mà. Nếu đã nói là thích ăn, vậy tại sao bộ dạng không có chút nào vui vẻ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gần đây đệ không có cười, bộ dạng buồn bã không vui. Phải là đệ có tâm sự gì không? Đệ, nếu có chuyện gì thì cũng được để trong lòng. Tuy con không nói ra, nhưng những người xung quanh đã bị con làm cho ảnh hưởng rồi. Có chuyện gì thì mau nói đi. Con sợ sư phụ la con. Con không cẩn thận nên làm gãy răng rồi. À. Mọi người vậy mất cười lắm hay sao? Quan Hỷ, nụ cười là liều thuốc giao hảo giữa con người với nhau. Cho dù đã xảy ra chuyện gì, con cũng phải cố gắng tươi cười với người. Có được sự phản ứng tốt thì tâm tình của mình cũng sẽ tốt hơn. Không tin thì con cứ thử đi. Dạ, con muốn nói lời xin lỗi với chị Tiểu Vân trước. Quan Hỷ, con có gì muốn nói với Tiểu Vân phải không? Mau nói đi. Đừng có áy náy nữa mà. Chị Tiểu Vân, lúc em ăn cháo bát bổ của chị nấu, không phải là em cố ý buồn như vậy đâu. Em làm như vậy là gì? Em, răng cửa của em á đã bị gãy rồi. Quan Hỷ cũng bắt đầu thay răng rồi. Hôm đó em sợ sư phụ biết được mà cái răng của em thì rất là khó chịu. Vậy mà chị lại nghĩ rằng em chơi món cháo bát bổ khó ăn chứ? Cha, qua đây coi nè cha. Quan Hỷ thay răng rồi. Đúng vậy, sư phụ nói bao nhiêu không có răng đi, miễn có người cười lớn là đủ rồi. Nam mô
phương.